Hôm nay mình làm dò riêng nha các bạn, dò riêng bò, bò dò riêng á. Mỡ mình đã đông lạnh nè, mỡ mình khoảng hơn 100 gram. Ở đây là nửa ký thịt bò ha. Ở đây là bột tỏi nè, bột hành nè, 2 muỗng bột nêm, 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, 1 muỗng tiêu. Rồi bắt đầu mình đem xay nha. Xay xong á, bắt đầu mình trộn 2 muỗng canh, 2 muỗng ăn cơm mình nè, 2 muỗng ăn cơm bột bắp ha. Bây giờ bắt đầu mình làm nha các bạn nha. Hôm nay mình làm bò riêng ha. Bò mình xay từ từ ha. Đó, mình xay cái mình bỏ ở đây. Thịt bò mình đã xong với gia vị rồi các bạn. Bây giờ thịt nó khi mình xay nó không có lạnh. Bây giờ mình phải bỏ tủ lạnh nha. Để tủ lạnh nó lạnh thiệt lạnh rồi bắt đầu mình mới xay với mình mới đem đi luộc nha. Giờ nó nãy giờ mình xay bây giờ nó hết lạnh rồi. Bây giờ mình bỏ vô tủ lạnh để mình khoảng chừng 2 tiếng nữa mình đem đi mình dò riêng rồi mình hấp hoặc là luộc các bạn nha. Nè. Thịt bò mình xay gia vị xong rồi nè. Bây giờ thịt nó kêu nó không được lạnh tại mình xay nó thịt nó không lạnh. Bây giờ mình bỏ tủ lạnh nha, chừng 2 tiếng sau mà đem ra nha. Sau khi mình để tủ lạnh 2 tiếng, thịt bò mình xay xong nữa, để tủ lạnh 2 tiếng nha. Bắt đầu mình đem ra ha, mình nắm tay nước lạnh mình xe tìm gì mình bỏ vô cái nồi nước sôi nè, mình luộc ha các bạn. Mình dò riêng xong mình thả vô cái nồi nước mình luộc nha các bạn. Luộc khi nó nổi, thấy cái dò riêng nổi lên rồi mình bỏ vào cái nồi mình có đá nè, mình vớt ra cái nồi nha. Dò riêng mà nổi lên này nè đó, mình thấy nó nổi lên nha. Rồi khi nổi lên bỏ cái đá, bỏ vô nồi nước đá, bạn có nước đá nha. Đó, bỏ vô cái nồi nước đá vậy đó. Nồi nước lạnh thì mình bỏ cái cục đá vô ha. Rồi khi mình vớt lên mình bỏ vô. Thịt bò xay vậy cái mình ướp gia vị muối tiêu bột nêm đường bột hành bột tỏi rồi mình đem mình xay lại lần nữa rồi mình dò ghi mình đem đi mình luộc nha. Mình luộc hay là một hấp cũng được, mình đem mình luộc luộc xong mình vớt ra. Hôm nay mình nấu thịt bò mình rồi chia mình luộc rồi bắt đầu mình nấu nuôi. Hôm nay mình nấu nuôi mình sốt với cà, gia vị mình có nè 3 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột nêm, 1 muỗng bột hành, 1 muỗng tỏi, thêm 3 muỗng đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột hành, 1 muỗng tỏi, 1 muỗng bột nêm. Nên mình sốt với cà nuôi mình trộn 7 phút nè, nuôi nè đó. Mình trụng 7 phút nha, 7 phút mình vớt ra mình xả nước lạnh lại nha. Rồi mình xào cà và mình đây nè các bạn nha, là nuôi nè các bạn đó. Mình bỏ dầu vô ha, mình bỏ dầu vô rồi mình bỏ cà vô, mình làm cho cà sốt cà nó tan hết các bạn. Tại vì đây tôi dùng là tỏi xay với lại hành xay á, nên mình không có xào trước, nên mình xào nên mình bỏ vô sau nè. Nếu mình xào hành tỏi củ mình bọc ra thì mình xào chung với dầu, còn này mình làm bột á
cho mình xào cà trước cho ra màu. Bắt đầu bây giờ mình bỏ gia vị vô nha các bạn, bỏ gia vị vô nè, 3 muỗng đường, 1 muỗng bột tỏi, 1 muỗng bột hành, 1 muỗng bột nêm, 1 muỗng muối nha. Cà nó đã nhiều rồi, mình bỏ vô nha. Mình cho nó tan hết đi ha. Tan nó cầm mới bỏ cái thịt bò mình vào riêng nè. Mình có thể bỏ thêm lát nữa nó cạn hết, nó thấm gia vị rồi mình bỏ thêm bơ vô nha. Đây là nó đùm lá trục mình nè. Khi nào mình ăn á, mình bỏ gì cũng bơ vô, bỏ nuôi ra xong mình dứt cái bò vào viên sốt sốt cà này vô nha các bạn. Bây giờ là cho nó thấm từ từ ha. Mình bỏ bơ này vô nha, bơ nào cũng được nhưng mà đây mình có bơ Từ An mình bỏ vô nha các bạn. Đó, bỏ cho nó riu riu lửa cho nó thấm rã, bơ nó rã nó thấm. Khi mình ăn mình múc nuôi lên là mình chan cái nước sốt này lên ha các bạn. Hôm nay mình góp thêm món ăn là bò sốt cà, bò mình dợ chiên mình hấp. Bò mình dợ viên á, mình dợ viên mình bò đem về nè, mình mua bò xay về mình ướp gia vị muối tiêu đường bột nêm. Nó bắt đầu mình bỏ một ít bột bắp vô, mình dợ viên quá chừng 2 muỗng cơm bột bắp các bạn. Mình dợ viên xong cái mình để mình đem mình xay lại lần nữa ha. Bắt đầu cái mình để tủ lạnh cho nó lạnh lại, mình dội viên. Dội viên xong mình bỏ bắt nồi nước lên mình luộc dội viên xong nó vừa xôm vớt ra mình ngâm vô thao nước lạnh ha. Rồi bắt đầu mình bỏ tủ lạnh, muốn ăn cái gì mình ăn đó. Hôm nay là mình lấy cái dội viên mình làm đó, mình sốt với gà mình ăn với nuôi. Mình góp thêm món ăn với các bạn nha, nuôi sốt, nuôi ăn với lại bò sốt cà ha. Mình chúc các bạn vui khỏe nha.